Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái kênh bán hàng mới của shop. Đó chính là các bạn có thể mua hàng ở trên trang Shopee. Các bạn lên Google đánh Shopee, chúng ta sẽ nhìn thấy trang shopee.vn đấy. Vào phần tìm kiếm các bạn đánh chữ Dung Mạc. Trong chữ Dung các bạn nhớ đánh có chữ Z nhé. Z, rồi Z, UNG. MAC đánh liền luôn được. Rồi các bạn sẽ nhìn thấy cái phần người dùng liên quan Dung Mạc ở ngay trên đầu đấy. Các bạn kích vào chữ xem shop. Các bạn có thể theo dõi hoặc là ở trong này của mình có rất là nhiều những cái sản phẩm từ Domino này, các sản phẩm túi đi chơi của bé, nguyên liệu làm sách vải. Và sách vải này, thẻ chữ cái tiếng Anh, rối và sách vở mầm non. Trang này chủ yếu của mình chỉ là để các bạn giới thiệu cho các bạn các cái mẫu mình làm thôi. Còn đâu nếu mà các bạn muốn mua chính, các bạn có thể vào qua con đường để tham khảo thì các bạn có thể vào trang sản phẩm thủ công hoặc là các bạn vào ngay Facebook thôi. Rồi ở trong trang Facebook thì các bạn đánh chữ sách vải Dung Mạc thì cái trang mình sẽ xuất hiện ở đây. Ở trong này có một phần mà các bạn có thể tìm kiếm, đó chính là các bạn vào phần ảnh đấy, trong cái album các bạn xem tất cả. Ở trong này có rất nhiều các cái trang sách để các bạn có thể lựa chọn. Các bạn nhìn thấy rất nhiều đúng không ạ? Rất rất nhiều các trang sách. Ở đây có một cái phần rất là nhiều mà từ đầu đến giờ, đó là chọn trang sách phần update đấy. Hơn 100 ảnh. Đấy, feedback ạ. Hoặc chọn trang sách cái này nhiều hơn, chọn trang sách 281 ảnh. Feedback thì các bạn có thể xem qua về những cái lời nhận xét của khách hàng đối với shop của mình. Còn phần chọn trang sách, đây là cái phần mà các bạn có thể vào đây để chọn trang sách cho bé. Ở phần này thì nếu như các bạn khó tìm ra thì các bạn có thể chia sẻ cái này lên trên tường Facebook của các bạn. Ok, còn cái phần trang sản phẩm thủ công thì các bạn có thể ghé thăm vào phần shop. Ở trong này mình chia ra làm 4 phần. Tức là phần hoa giấy này bên mình bán rất là hạn chế thôi. Còn chủ yếu là sách vải và dụng cụ handmade. Trong dụng cụ handmade thì cái sản phẩm chính mà bên mình bán đó chính là cái bộ đồ handmade để làm sách vải cho bé đấy. Cái này rất nhiều bạn đã biết rồi. Thì các bạn có thể kích mua ở đây. Các bạn có thể gọi điện trực tiếp cho bên mình qua số điện thoại này hoặc ở trên trang Shopee. Các bạn có thể đặt hàng ở Shopee để nhờ Shopee mua để cái việc đảm bảo an toàn. Nếu các bạn chưa tin tưởng hoặc là chưa một lần nào mua sản phẩm bên mình, các bạn có thể mua thông qua Shopee hoặc các bạn có thể mua trực tiếp qua bên mình. Ok. Rồi, phần giới thiệu của mình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.